Mới đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Yên đã tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi bị ngộ độc thuốc diệt chuột vào viện với biểu hiện đau bụng, nôn nhiều. Bệnh nhi ở bản Suối Vé, xã Nam Phong, huyện Phú Yên. Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc chơi tại nhà, bệnh nhi nhìn thấy thuốc diệt chuột hình dáng giống viên kẹo màu xanh nước biển, hạt ngũ cốc nên đã cầm lên ăn. Một lúc sau xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Yên. Được biết, bệnh nhi ở nhà cùng anh trai 16 tuổi, bố mẹ đi làm ăn xa tại Bình Dương. Theo bác sĩ Lương Hoàng Trường, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Yên, sau một ngày điều trị bằng cách rửa dạ dày, bù dịch, bệnh nhi sức khỏe cơ bản đã ổn định, không thấy các dấu hiệu xuất huyết niêm mạc do rối loạn đông máu, suy thận. Việc sử dụng thuốc diệt chuột nếu mà không cẩn thận thì sẽ gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng. Vì thuốc diệt chuột nó sau khi con và bệnh nhân ăn phải thì có thể gây ra tình trạng, nếu mà nhẹ thì có thể là đau bụng và nôn ói, và trường hợp là nặng thì có thể gây ra tình trạng co giật, có thể là rơi vào tình trạng hôn mê, trường hợp rất là nặng nề và để lại cái hậu quả hết sức nghiêm trọng. Bác sĩ cũng cảnh báo khi phát hiện có người uống hóa chất diệt chuột cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 6 giờ đầu.